500k á? Được cái rồi. Nhiều cũng nhận. Trợ lý mắc cô đâu nhỉ? Ngay này chương sắp đủ nữa rồi. Rồi trợ lý mắc cô bó số tài khoản lên cho anh em ủng hộ quá gì. Kiểu gì? Mà hết quà chơi làm gì? Ông lấy chơi sân cỏ rực rỡ. Thì cô mẹ sẽ có được rõ thì vãi luôn. Anh có muốn làm một trận với người sinh ra gốc Snatch không á? Ủa? Anh tưởng người sinh ra gốc Snatch là anh chứ. Quầy Caro Lunet 500 này. Màu phất. Mày chơi đớ. Cảm ơn Caro nhiều, cảm ơn Caro nha. 500. Anh xuống góc đấy từ game lúc em mới ra. Anh xuống góc đấy từ lúc mà game mới beta rồi em. Nói chứ không phải góc đâu, góc của anh. Mà tại vì anh đá anh sút vào nhiều trên stream ấy, thì mà người ta gọi thế thôi. Chứ không phải là anh ở góc đâu, phải góc của anh. Bây giờ hết quà rồi, chơi cờ tỷ phú thì nó phí lắm. Thẻ icon này bao nhiêu ông? Bao nhiêu ông trên chỉ số 109 anh em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17. Nó khoảng nằm trong top 40 đúng không? Có GK đây mà con mẹ nó. 2GK. 2GK. Nó làm tới 50 đúng không? Chơi đi á. Đang kêu gọi nhà tài trợ. Uầy, ông này là ông nào tôi không biết luôn ấy. Dalis. Có nhiều huyền thoại tôi đéo biết phải liền nhá. Em có fan nhân tại em nhờ. Em mày huyền thoại trong lòng đẹp mày gạt đầu tao đông mang của tôi. Cộng 500k. Nghe anh si nhé. Nào. Sạc pin lên chưa? Sao lại chưa lên? Bốn lượt là 200. Ước gì có ông bút xuất hiện. Ước gì có ông bút xuất hiện. Để giờ đây tôi đỡ phải nạp.
Buồn là hiền lên và nói có cái lỗi. 50 lượt phi á. Năm mươi lượt free 700. Ước gì đôi tay chớ nằm lợp. Ước gì Na ơi là Na. Sự kiện này mà thọt nữa tôi không chơi nữa anh em ạ. Nhưng mà build đội hình thì vẫn build nha. Uầy 94 này, 1994 này, ông trùng ngày sinh của tôi. Uầy 2004 này, cho em lượng miễn phí đi, tội gì. À, đúng không? Mở bài này cho nó hơn lên em ạ. Người ta không mở ra Sun Heung-min thì tôi mở. Rồi Sun Heung-min. Người ta không ra lửa thì tôi ra. Ready go. Rồi mú. Cầu hộ 83 luôn. Ui thì mà ông này. Ui thì mà lương thấp thế. Ôi xích nhê. Cùi 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 cùi. Tất cả như là cùi mà thôi. Này, nói chung phải cho lửa xíu chứ. Unstoppable today.
thấy nó phải như thế. Lỡ đây. Oh, Rocka Burek. Ôi giời ơi, Kovacic à, đẹp cả. Rakitic á, Rakitic cũng ngon. Cậu đéo ra lửa luôn rồi. Turan, Park Yu. Raul Rabiot đẹp mà mạo ghét ông này vãi lồn thề. Này, mã bài này hợp lý này. Lát đủ 1.000 khách là shop livestream nhá. Nescafe 3 trong 1 hoàn toàn mới, kết hợp Robusta. Let me down slowly. Don't let me die. Let me down thôi. Tôi sắp biến mất rồi anh em à. Không còn hy vọng mình nữa rồi. Rồi đủ mất cái cờ này, tao thấy có éo quá hy vọng mày luôn. Ngon á. Chả thấy ngon gì cả. Lỡ đây. Đây rồi. Trời ơi, Henty Nam còn CB nữa. Otamendi à. Cờ Pháp thì sao? Cờ Brazil thì sao? Thủ môn cũng được. Ôi dài ơi. Không có đâu. Đéo. Lửa cơ. Ở hôm nay ra toàn CB à. Ui, mà ra toàn hàng MU thế này. If you leave him, baby, let me down slowly. Cool skin, drag my feet on the tile. I see your monsters, I see your pain. Tell me the problem, I say them away. Lỡ đéo lên 5 thì sao? I'll stay.
mà sao dễ lên thế nhờ. Ảo thật ấy. Cút rồi. Xin lần nữa đập công 10 này. Ok. Mồi. Xịt 3 lần à. Trời ơi thấp thế. Mày thấp quá. Nghe nhạc Big Bang auto lên đó. Ở đâu ra vậy? Thì mà nó xịt đấy. Xịt là hôm nay đúng là một ngày buồn luôn á. Nên mua một con 115 đúng không nhỉ? Valentino. Bảo vệ dùng con này nó có được đâu.
chơi đi. Má bắn 88 tỷ à. Chơi đi. Im mồm. Mua đi. Trời ơi, tôi mua bút này, này xui lắm. Tôi nó đéo hợp nhau. Ba luôn hả? Mói mà căng thế nhờ. Ok. Ôi giời ơi. Yes! Fuck! Có thể là ngọn phải lột được sao ý? Bú 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 đây rồi. Quá mở thằng đẹp là hơn ngay. Quay cảm ơn JD các em. Ôi, địt con mày đau tim quá anh em ơi. Địt mà mày rớt là đụng á. Em mới nuôi cái lỗi gì. Hên là nó lên. Tết đó, để mà đéo đủ cầu thủ để tết. À. Quay cái lồn mình nữa vậy. Ây da. Chà chà chà. Ôi cha 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 cha. Ôi cha cha. Mày mà gân Gulit phá này mày mày. Phá bỏ bằng đen của tôi rồi. Gia nhập giới thượng lưu. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Hôm nay là vui rồi, mình đừng có máu liều quá để mà ăn lồn đấy. Bây giờ bán kiếm tiền mua Ronaldo. Hợp lý, thế là đủ luôn.
Mình đừng tham vọng anh em à. Con mà sợ đó. Tôi vẫn còn tay, tôi vẫn còn rung cái này. Đẹp mà một cú lít 2000 tỷ. Màu phát. Ok. Lộn gì đấy? Ây da. Lên luôn. Ây kìa. Đó, nó dây xịt rồi, nó dây xịt rồi, nó dây xịt rồi đó. Nó tới rồi. Nếu phải đâu ông Casemiro thì khó tính lắm anh em à. Để mà tôi đéo đập lên nổi một ông luôn ấy. Tôi đã chinh phục được Ronaldo rồi, chinh phục được Beckham rồi, Zidane rồi, Neymar các kiểu rồi, nhưng mà ông Casemiro đéo làm được. Công nhận không khả. Công nhận là không uổng công mình đi ám người khác. Người ta xui hết rồi, tới mình hên thôi. Đâu có gì đâu phải ngạc nhiên. Tôi bán Martinez đây. Tại vì tôi đéo dùng ông này. Anh nào hên thì được nha, tôi đạp lên 5 đấy. Ây da, nó bộ vậy ta. Màu phát. Mẹ. Cái lồn gì đang diễn ra ấy nhờ. Chắc chưa. Chắc chưa. Ôi nó mà nhảy thì vãi luôn. Nhảy lên 100 tỷ không anh em nhờ? 28 mấy tỷ nhờ? À phôi đâu mà lên nhờ? Bảy chín tỷ á. Phôi đâu mà nhảy á, có phôi liền, có phôi liền, đừng lo. Nhảy về một. Ok. Hôm nay vui quá anh em ơi. Ước gì tôi hãy chia sẻ niềm vui với thằng đẹp. Nhưng mà không. Nó là xịt kaka rồi anh em ạ. Kỳ vậy? Hồi nãy mượt lắm mà. Anh mù mít đẹp á. Đâu có mù đâu, tôi tắt mít của tôi thôi. Nó tự giỏi, nó không nói chuyện với tôi.
Dạo này chơi con gái nhiều dễ dỗi lắm. Now, David Beckham. Ủa Beckham đâu rồi? Ủa? Mới là Beckham cộng 3 mà. À đây. Nhạc buồn thế nhờ. Florentino. The day you kiss my lips light as a feather. Trời ơi, Florentino quá ghê gớm. Trời ơi, nỗi đau biết hai. Quá nhiều nỗi đau. Còn mẹ nữa. Cười. Trời ơi, rút cũng về hai. Đẹp mà đúng là định mệnh. Định mệnh. Trời ơi, nó số 1 luôn mà. Đẹp mẹ. Cái lồn gì nhỉ? Bật mất thằng đẹp quá sớm. Đúng vậy. Tập quý cộng 6 thôi á, điên à. Quay mà lên là cũng phải lồn đấy. Trời ơi, cho Beckham cộng 5 cũng được. Đá cho vui xem nào. Địt mà tao tức tao mua luôn bây giờ đó. Đúng rồi. Hồi lắm rồi. Thiệt mẹ.